ở Việt Nam. Gấp 10 người ở Campuchia, Việt Nam đi về Campuchia thôi. Người Việt Nam, gốc là Việt Nam nhưng mà qua Campuchia xong bây giờ lại ở đâu Trung Quốc. Sao nó đứng nguyên một chỗ luôn á? Thôi đi mình đi ra xe mình về đi. Thảo đang tác nghiệp dữ.